Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Có vận trình được bề trên ban phúc, xua tan vận hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải. Cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, sự thật chưa từng có về tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm 2024. Tổ tiên báo mộng, hốt vàng hốt bạc, vé cạn lộc trời, gặp thời đổi đời sang trang, tiền vàng ngập lối, giàu sang có tiếng. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Ất Sửu sinh 1985 thân mến, cuộc sống là một cuộc hành trình vô cùng kỳ diệu, đầy bất ngờ và thách thức. Mỗi người từng trải qua những phút giây của riêng mình, nhưng tất cả chúng ta đều mong muốn một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và đầy ý nghĩa. Tuy nhiên, liệu có ai có thể biết chắc chắn được điều đó? Theo những thông tin mới nhất từ các chuyên gia tử vi phương Đông, con giáp tuổi Ất Sửu sinh 1985 là những người có tính cách mạnh mẽ, nhanh nhẹn và thông minh. Họ thường có khả năng phản ứng nhanh chóng trước những tình huống khó khăn và có khả năng thích nghi tốt với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, dù có những phẩm chất tích cực đó, cuộc sống của tuổi Ất Sửu vẫn không tránh khỏi những thách thức và vận hạn. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, dường như sẽ là thời điểm quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong vận mệnh của họ. Theo dự báo, tuổi Ất Sửu sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên và có cơ hội kiếm tiền lớn. Điều đặc biệt là nếu quý bản mệnh lắng nghe hết những lời tư vấn và chỉ dẫn từ kênh Minh Đường Tử Vi ngay sau đây, đảm bảo rằng cuộc sống của quý bản mệnh sẽ trở nên phong phú và sung túc hơn bao giờ hết. Những cơ hội mới và những thành công lớn có thể sẽ đến với quý bản mệnh nếu quý bản mệnh biết cách tận dụng và khai thác những lợi từ vận may này. Vậy vận trình tử vi chi tiết của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 sẽ chuyển biến như thế nào? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi khám phá và tìm hiểu chi tiết để có thể nắm bắt trọn vẹn vận may này và xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và thành công nhất, quý khán giả nhé! Người tuổi Ất Sửu sinh 1985 là tuổi con trâu, thuộc mệnh kim, hải trung kim, nghĩa là vàng dưới biển. Người tuổi Ất Sửu được Thích Ca Mâu Ni bảo hộ, Bồ Tát Phổ Hiền ban phúc, Bồ Tát Văn Thù Sư lợi ban cho trí tuệ, nên người tuổi này thông minh, tài trí, nói năng ứng đối khôn khéo, không để làm mất lòng ai. Người tuổi Ất Sửu cần cù, siêng năng, làm việc chu đáo, cẩn thận, có trách nhiệm và luôn dựa vào ý chí của mình. Khi định làm bất cứ điều gì thì Ất Sửu rất trọng chữ tín, làm đến nơi đến chốn. Ất Sửu tính tình mềm mỏng, song lại rất cứng rắn, cương quyết, bình tĩnh, lập lại trật tự. Họ cũng có tính bảo thủ, tôn trọng nề nếp cũ, kỹ lưỡng và sòng phẳng, không thích nợ nần. Còn khi nợ nần thì nhớ rất kỹ và họ cũng thích người khác cư xử lại như vậy. Ất Sửu ham làm những công việc tiên phong đi đầu, nên các lĩnh vực mới, có tính sáng tạo và đột phá, họ đều quan tâm nhờ điều này, nên xã hội không ngừng tiến bộ. Khoa học kỹ thuật được cải tiến, không ngừng linh hoạt, nhạy bén với việc kiếm tiền, cộng thêm với tâm lý lo cho mình trước, thì phần nhiều họ là những người khá giả, giàu có. Người tuổi Ất Sửu thường phải trải qua một giai đoạn phấn đấu thì mới có tài sản để dành. Trong số 12 con giáp, trâu là con vật đứng ở vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh, cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người Ất Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Ất Sửu có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.
Ất Sửu 1985 cũng mang những đặc điểm chung của những chú trâu và đồng thời cũng mang những nét riêng của Ất Sửu. Có thiên can Ất, những chú trâu này còn được gọi là trâu mang ngũ hành kim. Ất Sửu thuộc mẫu người cẩn trọng, làm việc gì cũng chu đáo, ít bị sai lầm. Đặc tính của can là mẫu người trung hậu, thủ tính, cẩn thận trong mọi vấn đề nên thường chậm chạp. Cầm tinh con trâu là người có nhiều bảo thủ nhưng giản dị trong cuộc sống, có tinh thần cách mạng cao độ. Ưu điểm của Ất Sửu là tính kiên trì, tinh thần trách nhiệm cao, cân nhắc tỉ mỉ trước khi hành động. Khuyết điểm của Ất Sửu là rất cố chấp, bướng bỉnh, luôn luôn theo ý kiến của mình, mặc dù được nhiều người có kinh nghiệm khuyến cáo. Ất Sửu sinh vào mùa xuân hay mùa thu là những người làm việc chăm chỉ, cần cù và không ngừng cố gắng, nỗ lực để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Họ cố gắng phấn đấu đến cùng, một khi chưa đạt được kết quả như mong muốn thì họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Những người này thậm chí không cho phép mình chìm vào cuộc sống an nhàn, hưởng thụ. Khi người khác nghỉ ngơi, họ vẫn tiếp tục làm việc với hy vọng sự nỗ lực của mình được đền đáp một cách xứng đáng. Cuộc đời Ất Sửu có nhiều biến động thay đổi. Dù đã có một cuộc sống sung sướng, ổn định, nhưng sóng gió có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Điều đó không quá lo lắng khi Ất Sửu có khả năng thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Dù trong tình thế nào thì họ cũng dễ dàng làm chủ được cuộc sống của mình. Ất Sửu thật sự là những người có vẻ ngoài khá nhút nhát, điềm tĩnh, nhưng lại có một trái tim vô cùng ấm áp, khi yêu. Họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho đối phương, biết điều đó khiến cho họ sẽ đánh mất một nửa của mình và bị cho là một kẻ vô tâm, hờ hững. Dù vẻ bề ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thật ra, Ất Sửu đang che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng, những lúc buồn bã, khó khăn. Họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc. Lúc ấy, gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để Ất Sửu tiến lên phía trước. Mặc dù rất gan dạ, dũng cảm, nhưng Ất Sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm. Họ luôn chọn giải pháp an toàn, chắc chắn cho bản thân mình. Họ thích sống một cuộc sống yên bình, hòa hợp, không mưu lợi, danh vọng, cao sang. Đối với Ất Sửu, gia đình là nơi thiêng liêng, gắn bó suốt cuộc đời của một con người. Bởi vậy, họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương gia đình của mình. Sự nghiệp công danh phần lớn chỉ đạt ở ngưỡng trung bình, nhưng nếu nỗ lực hết sức, quyết tâm cao độ thì vẫn gặt hái được thành công vang dội. Còn nếu chấp nhận với những gì đang có thì chỉ đạt được ở mức trung bình, và từ tuổi 37 trở đi thì sự nghiệp sẽ dần dần đi vào ổn định. Sang đến tuổi 43 thì họ sẽ gặp nhiều cơ hội tốt để kiến tạo sự nghiệp, phát triển về đường. Tiền tuổi Ất Sửu tuy không phải người giàu nước vách, nhưng họ cũng không phải dạng túng thiếu của cải, thường đủ ăn, đủ mặc, có của để dành. Vấn đề về tiền bạc tuy không giàu có nhưng vẫn sẽ có dư giả. Họ có cuộc đời mang nhiều sự thăng trầm, có lúc vui, lúc buồn, tâm trạng ít khi được thanh thản. Hoàn cảnh cuộc đời đã gây ra nhiều đau thương và làm tổn hao tâm lực của họ. Đối với họ, dù có giàu có đến đâu cũng không làm họ thấy vui và thỏa mãn về tinh thần. Điều họ cần làm là sự thanh thản trong tâm trí. Đời sống tinh thần ít khi được vui vẻ dài lâu, thường chất chứa những âu sầu. Nói chung, cuộc đời của họ gặp nhiều sóng gió, hiếm khi được bình yên. Ất Sửu sẽ có được cuộc sống tình cảm hạnh phúc trọn vẹn nếu sinh vào đúng tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Đường tình duyên của họ cũng phụ thuộc vào ngày giờ và tháng sinh. Nếu lịch sinh vào các tháng khác những tháng trên thì cuộc sống hôn nhân sẽ rất dễ bị gặp cảnh đứt gánh giữa đường. Gia đạo thường hiếm khi được êm đềm, nhiều phiền phức dây quanh, nhưng với sự kiên nhẫn của họ nên mọi chuyện gia đình cũng sẽ được bình yên, hạnh phúc. Tình cảm gia đình chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của họ, mặc dù đôi khi những kỳ vọng cao có thể tạo ra áp lực cho các thành viên trong gia đình. Về mặt cảm xúc, người tuổi Ất Sửu thường giữ một bề ngoài yên lặng, nhưng có thể trở nên mãnh liệt khi bị kích động trong các mối quan hệ. Họ ban đầu thể hiện sự mạnh mẽ và giản dị, tiếp sau đó là sự lãng mạn và đôi chút bốc đồng. Họ cần thời gian để xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ. Nhưng một khi đã cam kết, họ rất trung thành và đáng tin cậy, coi trọng sự trung thực và đạo đức trong suốt cuộc đời. Tuổi thơ và thanh xuân của người tuổi Ất Sửu thường trôi qua êm đềm, nhưng khi bước vào giai đoạn trung niên, họ có thể gặp phải nhiều thách thức và áp lực, đặc biệt là trong chuyện tình cảm và hôn nhân. Đây là lúc họ cần phải giữ vững sự bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách sáng suốt. Dù có thể đối mặt với những thất bại khi về già,
Nhưng nhờ vào khả năng giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng, họ có thể vượt qua mọi khó khăn. Về công việc và tài chính, dù cuộc sống hàng ngày có thể bận rộn và không luôn luôn dư dả về mặt tài chính, người tuổi Ất Sửu luôn không ngừng nỗ lực và làm việc cật lực. Họ thể hiện sự kiên nhẫn, chăm chỉ và không biết mệt mỏi, luôn tuân thủ nguyên tắc nhưng cũng biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Dù sự cứng nhắc trong quan điểm có thể trở thành một thách thức, lòng kiên nhẫn và sự chăm chỉ chính là chìa khóa giúp họ đạt được thành công. Nam mệnh có số giang hồ tứ hải giai huynh đệ, nữ mệnh có số bôn ba. Đối với tình cảm, người tuổi Ất Sửu rất trọng về tình cảm gia đình. Họ thường có cảm giác cô độc và thiếu tri kỷ, tâm giao, nên luôn khao khát phải ổn định những vấn đề trong chuyện tình cảm. Đa số người tuổi Ất Sửu có tính cách hướng nội, bề ngoài biểu hiện sự bình hòa nhưng bên trong lại là thế giới cảm xúc phong phú. Họ hay giấu sự nhiệt thành, chân tâm xuống đáy lòng, ít khi bộc lộ ra những suy nghĩ thật. Nhược điểm trong tính cách của người tuổi Ất Sửu chính là sự cứng nhắc và đôi khi trọng tình cảm thái quá. Tính cách cứng nhắc, bảo thủ, ít bộc lộ suy nghĩ bản thân khiến tuổi Ất Sửu rất hay bị hiểu nhầm trong các mối quan hệ. Ví dụ, đồng nghiệp có thể nhầm tưởng họ khó gần rồi sinh ra thị phi, bạn đời có thể nhầm tưởng họ vô tâm sinh ra sự xa cách. Do trọng tình cảm nên tuổi Ất Sửu cũng rất hay phạm phải sai lầm khi lựa chọn người bạn đời, tâm giao, họ cả nể, bỏ lỡ cơ hội tốt cũng như bỏ lỡ những người thật sự đáng để nên duyên lâu dài. Những thành viên trong căn nhà của mình mà có người kết hôn với phụ nữ Ất Sửu thì bạn sẽ là người may mắn nhất thế gian. Cô ấy là người của gia đình, hiền thục, đảm đang, sẵn sàng hy sinh bản thân vì gia đình của mình. Nếu như bạn luôn bận rộn với công việc của mình, thì phụ nữ Ất Sửu sẽ là hậu phương vững chắc nhất, giúp bạn chăm sóc cho ngôi nhà thân yêu. Dù có phải trải qua những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống, phụ nữ Ất Sửu sẽ luôn là người ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua thử thách. Đàn ông Ất Sửu thích hợp với những cô nàng hiền thục, đoan trang và dịu dàng. Họ luôn mong muốn được đối phương thấu hiểu tâm tư, suy nghĩ thầm kín của mình. Những người này cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Vì vậy, tình cảm của họ đôi khi bị hiểu lầm. Tuy là rất quan tâm, yêu thương gia đình, nhưng đôi khi đàn ông Ất Sửu gia trưởng và nóng nảy, luôn yêu cầu mọi người thực hiện những nguyên tắc, nội quy trong cuộc sống. Trên con đường xây dựng sự nghiệp ở Sửu sẽ gặp khá nhiều khó khăn và trở ngại. Bởi vậy, dù cố gắng phấn đấu, nhưng thành công thường đến muộn với họ. Phải từ năm 32 tuổi đổ đi thì công danh và sự nghiệp mới sáng lạng, phát triển hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa thể ổn định vững chắc được. Thời gian này có thể xảy ra những biến động và thay đổi về công việc, nhà cửa. Càng về sau, tài lộc càng dồi dào, sự nghiệp càng thăng tiến. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Về phương diện tình cảm, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, tuổi Ất Sửu nên giao tiếp và quan tâm nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Đó chính là nền tảng để xây dựng một gia đình hòa thuận. Người độc thân nên tăng cường mở rộng các mối quan hệ bạn bè xã giao, kể cả công việc, để có thể tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình. Điều quan trọng là phải duy trì những thói quen tốt và điều chỉnh cảm xúc để sẵn sàng đối phó tốt hơn với những thách thức và cơ hội đến trong cuối năm nay. Thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, vận trình của người tuổi Ất Sửu được dự đoán đầy biến động và cả những sự phát triển không ngờ tới. Về phương diện công danh sự nghiệp, thời điểm trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, Ất Sửu được các sao tốt như Phúc Đức, Thái Âm che chở lại thêm các thần ấn quang nâng đỡ, Ất Sửu dần thoát khỏi những tác động xấu trong thời gian trước đó. Tuy nhiên, cục diện phá thái tuế án ngữ khiến vận trình vẫn có không ít biến động, công việc tăng cả về khối lượng lẫn tính thử thách. Ất Sửu trở nên bận rộn hơn rất nhiều, tiến trình công việc vốn đang thuận lợi có thể gặp trở ngại, cần có ý chí kiên định, quyết tâm cao độ mới vượt qua khó khăn. Đừng quên thành công không phải một sớm một chiều, chỉ cần duy trì sự nỗ lực, bền bỉ, kiên trì cũng như chiến lược ứng phó linh hoạt, Ất Sửu mới có thể tận dụng triệt để cơ hội phát triển trong tương lai. Ngoài ra, Ất Sửu cũng nên khắc phục tính bảo thủ và bướng bỉnh của bản thân, giữ thái độ cởi mở và tích cực hợp tác với mọi người để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.
về phương diện tài lộc. Thu nhập có dấu hiệu tăng lên, nhưng vẫn cần chú ý đến tiêu dùng tài chính. Trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024 này, vận trình tiềm ẩn nguy cơ, không nên mạo hiểm tham gia vào đầu cơ. Ất Sửu cần hành động thận trọng và linh hoạt dưới tình hình để bảo vệ thành quả của mình. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống trong từng tháng âm lịch của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi tháng 11 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 11 âm lịch. Sự nghiệp của tuổi Ất Sửu tháng này có những bước tiến đáng mừng do có sự phù trợ của nhị hợp. Bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó. Chính vì vậy mà việc gặt hái được thành công cũng không có gì ngoài dự kiến. Thời điểm này, bản mệnh biết cách lập kế hoạch cho công việc, nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Không biết làm việc gì trước, việc gì sau, thậm chí phong cách làm việc khoa học của con giáp này có thể trở thành tấm gương cho nhiều đồng nghiệp xung quanh học hỏi. Bên cạnh đó, tháng này bạn còn hợp tác tốt với đồng nghiệp, nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực mà công việc dù khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết một cách nhanh gọn và thuận lợi. Nếu làm lãnh đạo, bạn có khả năng gắn kết mọi người, đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, công việc của bản mệnh cũng không chỉ có toàn những điều thuận lợi, có điều yếu tố cản trở không đến từ bên ngoài mà đến từ chính bản thân bạn. Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy con giáp này vẫn thường quá bảo thủ, cứng nhắc trong cách nghĩ, cần nhiều thời gian mới có thể tiếp nhận được những điều mới mẻ. Vì thường khăng khăng làm theo ý mình nên bạn dễ phức tạp quá mọi việc. Vì thế, dù có đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, tuổi Ất Sửu cũng cần lắng nghe góp ý của mọi người xung quanh nhiều hơn. Có thể người ngoài sẽ đưa cho bạn những gợi ý mà bạn chưa hề nghĩ tới. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch này, chuyện hợp tác làm ăn của tuổi Ất Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền của bản mệnh cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu trong khoảng thời gian tiếp theo. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng ký kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác. Con giáp này giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm cho bạn những mối làm ăn mới. Cơ hội làm ăn tới tấp khiến tuổi Ất Sửu nhanh chóng thu được một khoản tiền lợi lãi khả quan. Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc của mình. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn, để bản mệnh có thêm động lực tiếp tục cống hiến trong tương lai. Tuy nhiên, do có ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm mộ, nên con giáp này cũng vẫn cần cẩn trọng trong công việc, chớ nên chủ quan, ngay cả trong những nhiệm vụ quen thuộc. Tuy phấn đấu làm giàu nhưng bạn vẫn cần phải chú ý đến cách ứng xử với mọi người xung quanh. Đừng nên có những hành động quá nóng nảy, bốc đồng trong quá trình giành giật cơ hội. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 11 âm lịch. Tình hình sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 11 âm lịch này nhìn chung ổn định. Bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, hãy luyện tập thể dục thể thao, chớ bắt bản thân làm việc quá sức. Chỉ khi bạn giữ được sức khỏe đầu óc tỉnh táo thì làm việc mới có hiệu quả cao. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Ất Sửu sinh 1985 trong tháng 11 âm lịch. Tháng này, nhị hợp đem lại tác động tích cực cho đời sống tình cảm vợ chồng của tuổi Ất Sửu. Đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình, nên luôn cùng nhau xây dựng mái ấm. Chuyện mâu thuẫn, tranh cãi cũng giảm rõ rệt. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn và người ấy nên tìm cách hâm nóng tình cảm đôi bên, như cùng tham gia một bữa ăn lãng mạn hoặc cùng đi nghỉ dưỡng ở đâu đó trong khoảng thời gian một vài ngày. Chắc hẳn, hai người sẽ có thêm những kỷ niệm quý giá khiến cho tình cảm đôi bên ngày càng gắn kết hơn. Tháng này, bách diệt cát tinh cũng khiến cho vận trình tình duyên của người độc thân trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với con giáp này. Nếu bản mệnh cũng đang có nhu cầu tìm một người chia sẻ thì nên mở lòng với mọi người nhiều hơn, bắt đầu từ việc nhắn tin qua lại, hỏi han quan tâm đến nhau.
Khi được quan tâm chăm sóc, tuổi Ất Sửu cũng nên nhớ đừng giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Bởi như vậy thì tương lai bạn dễ vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết, thậm chí khiến những người thật lòng với mình phải chịu tổn thương. Tiếp theo là tử vi tháng 12 âm lịch năm 2024 của tuổi Ất Sửu sinh 1985. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Trong tháng Cửu Mật, tức tháng 12 âm lịch này, người tuổi Ất Sửu được dự báo phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Vận trình có thăng có trầm, đòi hỏi bạn phải thận trọng và nỗ lực nhiều hơn mới mong tìm được hướng đột phá cho mình. Tuy có nguyệt lệnh lâm quan đới, nhưng mức độ ảnh hưởng chưa cao nên con giáp này vẫn phải tự thân vận động, bỏ ra nhiều sự cố gắng hơn chứ không thể dựa dẫm vào vận may. Thời điểm cận kề đón Tết, tốt nhất bạn nên hoàn thiện mục tiêu đã đề ra, làm tốt nhiệm vụ được giao thay vì chạy theo quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Vì là tháng cuối năm nên cảm giác tất bật sẽ hiện rõ, hiệu suất có tốt hay không còn tùy thuộc vào sự tập trung và nỗ lực của bản mệnh tới đâu. Đừng vì ham công tiếc việc mà ôm đồm nhiều thứ, vì bạn sẽ không thể làm xuể, và tháng này, bạn nên hạn chế xử lý những việc lớn. Tháng này, tuổi Ất Sửu chịu tác động bất lợi từ hung tinh Thái Tuế, thêm cả thiên quan nhập mệnh xuất hiện, điềm báo có thể bị ganh đua, ghen ghét, đặt điều thị phi từ tiểu nhân hoặc đối thủ. Do đó, bản mệnh càng nên thận trọng hơn để mọi việc được hoàn thành một cách ổn thỏa, yên tâm đón Tết. Bạn có thể sẽ phải làm thêm giờ hoặc mang việc về nhà để giải quyết. Gặp khó khăn cũng đừng vội vã từ bỏ, bởi công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nếu có thể kiên trì tới cuối tháng, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng và nhận những lời khen từ cấp trên, có thể tuổi Ất Sửu còn được một phần thưởng hậu hĩnh nữa. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trước lời nói và biết kiểm soát cảm xúc của mình, không nên tự cao quá mức để tránh những rắc rối không đáng có. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này tuy công việc vẫn còn nhiều, nỗi lo toan sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới thu nhập của tuổi Ất Sửu, bạn cũng có thể cảm thấy vận may không ở bên mình. Nhưng yên tâm là về mặt tài chính thì vẫn ổn, đủ để chi tiêu cho bản thân và gia đình trong tháng cuối năm với đủ chuyện phải lo này. Tháng này, dù không có tài tinh chiếu mệnh, nhưng tình hình tài chính của bản mệnh không quá ảm đạm, cũng bởi bạn luôn có những khoản tích lũy dự phòng. Nên kể cả không có khoản thu đáng kể nào trong tháng này thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Tới cuối tháng, người làm công ăn lương có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi các khoản lương, thưởng Tết bắt đầu đổ về túi. Tình hình khó khăn sẽ được giải quyết phần nào, bạn cũng có thêm khoản tiết kiệm cho các kế hoạch sau Tết. Với người kinh doanh, tình hình buôn bán tất bật trong cả tháng Chạp, đòi hỏi con giáp này phải có sự thích nghi nhanh chóng, luôn quan sát biến động thị trường để kịp thời đưa ra phương án điều chỉnh phù hợp, có như vậy lợi nhuận mới đổ về túi. Song tuổi Ất Sửu cũng đừng vội ra những quyết định đầu tư vội vàng, dù lúc này nóng lòng muốn gia tăng tài sản, thu nhập thì vẫn phải đợi thời điểm thích hợp hơn, bạn nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan hơn. Do là tháng 12 âm lịch này cận kề Tết Nguyên Đán nên nhu cầu sắm sửa tăng cao, tốt nhất tuổi Ất Sửu nên kiểm soát việc chi tiêu của mình. Tết nhất có nhiều thứ phải sắm sửa, nhưng đừng quên, kinh tế của bạn vẫn cần phải cố gắng nhiều nên chưa thể phung phí. Ở thời điểm này, làm ăn hùng hạp nên tìm hiểu kỹ kẻo bị lừa gạt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch này, sức khỏe của tuổi Ất Sửu cũng cần được quan tâm nhiều. Thổ khí cực dưỡng khiến cho thể trạng và tinh thần của bản mệnh trở nên yếu hơn bình thường. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên chú ý tìm cách giải tỏa tinh thần để hạn chế tình trạng quá tải vì đầu óc mãi lo nghĩ công việc và các vấn đề trong cuộc sống. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Ất Sửu trong tháng 12 âm lịch. Thời điểm cuối năm tháng Chạp này là khoảng thời gian khá bận rộn của tuổi Ất Sửu. Cũng chính vì lý do đó mà con giáp này có thể không có thời gian để vun vén cho chuyện tình cảm cá nhân. Mối quan hệ nguội lạnh, vợ chồng dễ có sự xa cách. Những khúc mắc trong công việc cũng khiến cho trạng thái tinh thần của bản mệnh trở nên rất nhạy cảm. Nếu không kiểm soát được cảm xúc của mình mà cáu giận vô lối, sẽ khiến mối quan hệ tình cảm khó bền vững,
bạn nên cố gắng giữ gìn hòa khí để đón một cái Tết thật ấm cúng. Tình hình cũng không khá hơn là mấy với người độc thân. Chuyện tình cảm của con giáp này vẫn chưa đâu vào đâu, đa phần đều bận rộn với dòng xoáy của công việc, cuộc sống, nên không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Một số người vì vết thương lòng quá lớn tới mức khép chặt trái tim, sợ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi, thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Vậy tuổi Ất Sửu sinh 1985 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp? Xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Ất Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Ất Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Ất Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau trong kinh doanh, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự võ đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Ất Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Ất Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có. Nếu cả hai cùng cầu thị, người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Ất Sửu sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Ất Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Ất Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Ất Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Ất Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Ất Sửu. Bởi người tuổi Ất Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt, tuổi Mão rất khâm phục tuổi Ất Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Ất Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Ất Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Ất Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Ất Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Ất Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Ất Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Ất Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Ất Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn, bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Ất Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Ất Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Bởi vậy, đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Ất Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Ất Sửu muốn làm việc tập trung, chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc thì biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Ất Sửu và hơn thế nữa, còn coi tuổi Ất Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Ất Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Ất Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm.
Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Ất Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Ất Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Ất Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Ất Sửu tin tuổi Tuất và người ngược lại, tuổi Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Ất Sửu. Tuổi Ất Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Ất Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Ất Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Ất Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Ất Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy, tuổi Hợi rất hài lòng. Tuổi Ất Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Ất Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta, phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này, chắc chắn sẽ cải vận. 1. Đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật, chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày, hay thậm chí chép tụng chú Lan Nghiêm chú Đại Bi, là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy, trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc, cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Một là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí, pháp như trong kinh pháp của Phật dạy. Pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp ghi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê, một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi. Cho đi không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia, để giúp bạn tạ phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn, dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Thông qua việc bố thí, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc.
xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. 3 là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng, chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy, mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra. Vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn. Cái gọi là việc tốt, quả báo tốt, đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý khán giả thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Ất Sửu sinh 1985, trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch 2024, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.